Chắc thì chúng nói này bài tặng ôm mũi chủ đề là kỹ năng nhẹ cải thiện kỹ năng nhẹ thì chúng ta học tập ngôn ngữ ngôn ngữ cải thiện kỹ năng nhẹ là quan trọng vì chúng ta có thể chữ viết nhé chúng ta có thể nghe chúng ta có thể nói phát âm tốt nhất là quan trọng nên chúng ta có thể nghe tốt nhất nhé là quan trọng kỹ năng nhẹ nhà kỹ năng nhẹ là quan trọng chúng ta có thể nghe nói nghe là quan trọng hai làm việc của ngôn ngữ là quan trọng cho mọi người cái trên kỹ năng nghe là học thấp lên thấp tôi đang trao đổi ngôn ngữ thấp xuyên nên tôi có thể nghe với tôi tắt trao đổi ngôn ngữ thấp xuyên nên tôi có thể phát triển kỹ năng nhẹ của ngôn ngữ nên tôi có thể nghe phim của YouTube nên trên YouTube tôi có thể tôi có thể viết phụ đề của YouTube nên tôi có thể viết vôi nghe một trang nên tôi có thể cô cho chuyện vôi tôi tắt trao đổi ngôn ngữ tôi là không có nội dung không có nội dung tôi là cuộc sống cho chuyện tôi tắt trao đổi ngôn ngữ nên tôi có thể có trung cấp về nói và nghe phát triển kỹ năng nghe là quan trọng khi chúng ta học tập trên ngôn ngữ hôm nay tôi có nói về hôm nay nói về phát triển kỹ năng nghe phát triển kỹ năng nghe là quan trọng AI AI giúp chúng ta phát triển kỹ năng nghe văn phòng này AI giúp chúng ta phát triển kỹ năng nhẹ văn phòng này cảm ơn hôm nay tôi đã nói về phát triển kỹ năng nhẹ nghĩa là quan trọng để phát triển tiếng Việt hôm nay tôi nói tạo hội tôi cố kết quả tốt nhất
với cô kết quả tuần nhập cái chuyên kỹ năng nhẹ khi hút người kỹ năng nhẹ là một phần rất quan trọng khi hút mòn mỏi khi chúng ta nhẹ chúng ta có thể phát biệt được các âm thanh cách nhau trong ngôn đó giúp nào vừa làm quen với các phát âm chữ và nhịp chữ qua ngôn ngữ kinh nghe của những âm thanh nhẹ của những âm thanh nắng và chúng ta đang hút rất nhanh nhanh cả số khác biệt chữ chung khi giao thiệp bằng ngôn ngữ mỗi khả năng là nghe sẽ giúp chúng ta hiểu và phản hồi mà các chính sắc phẩm lắng nghe không chỉ là việc nhận xem âm thanh mà cũng là số chữ viết và phân tích thông tin xuất phát trên kỹ năng giao tiếp tổng thể làm thế nào để cải thiện kỹ năng nhẹ đối thoại với đối tác ngôn ngữ một cách chủ chủ để cải thiện kỹ năng nhẹ là trao đổi người vui đối tác ý nói chuyện với người khác chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để lắng nghe các phát âm chữ vương và câu chữ trong người đó tôi từng thực hiện các buổi trao đổi ngôn ngữ trực tuyến như này giúp tôi luyện tập khả năng nhẹ hàng ngày xem video trên YouTube một cách khác để cải thiện kỹ năng nhẹ là xem các video trên YouTube tôi xuống trong video có phụ đề để có thể so sánh giữa những gì tôi nhẹ và những gì Đức Việt sau đó tôi có thể bắt lại những gì tôi nhẹ tay điều này giúp tôi chỉ nhỏ tư vấn và cầu sức cầu thoát hơn biến nhắc gì trong nội tôi cũng sử dụng một phương pháp là việt thuật kỹ âm nhạc khi dùng nói của mình điều này giúp tôi luôn phát âm và luôn nhớ lại những gì mà mình đã nói giúp cải thiện khả năng nhẹ khi trong quá trình tiếp xúc luôn nhẹ quá trình nhắn tôi trao đổi tin nhắn tôi cũng là một cách tốt để cải thiện kỹ năng nhẹ khi nghe tin nhắn của người khác tôi cố gắng hiểu nội dung mà không cần nhìn bao vân vân giúp phát triển khả năng nhẹ khi nhận giống và chính xác nghe chữ xuyên tôi cũng biết luôn nhẹ năm bài được thực hiện chương chữ xuyên nhẹ phát triển video hoặc các cuộc số chuyện mỗi ngày sẽ giúp tài quân bôi nồng nữ đồ giúp nâng cao kỹ năng nhẹ của văn mục các thư nhẹ. Còn lại, để cải thiện kỹ năng nhẹ là một quá trình cần sự kiện nhắn và luyện tập liên tục. Chỉ khi chúng ta thường xuyên luôn nhẹ và thực hành khả năng nhẹ và kiểu nông nữ mới sẽ ngày càng phát triển. Xong.